Em Liêm xin kính chào thầy cô, xin kính chào tất cả các thành viên trong nhóm kỷ luật thép. Trong video luyện nói ngày hôm nay thì em Liêm xin được chia sẻ đến tất cả mọi người về cái sự giống nhau và khác nhau giữa nước và đồ uống của chúng ta. Vì sao em Liêm lại chia sẻ cái nội dung này đến tất cả mọi người? Bởi vì trước đây khi em Liêm chưa được đến môi trường, chưa được học tập thì em Liêm nghĩ như thế, và cái điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến cái sức khỏe của em Liêm. Chính vì thế, khi biết được cái điều ý nghĩa này thì em Liêm ngay lập tức đi chia sẻ đến tất cả mọi người để mong rằng mọi người hiểu và thay đổi cái thói quen của mình. Đó là sự giống nhau giữa nước uống và các cái đồ uống khác. Thì nước uống và đồ uống nó giống nhau đều là chất lỏng. Đấy. Thế nhưng mà cái điều khác nhau là gì? Nước chính là cái chất dinh dưỡng số 1 mà cơ thể của chúng ta cần. Nước là thành phần quan trọng và nó chiếm đến 70 đến 80% cái khối lượng cơ thể của chúng ta. Đấy. Và nước chính là nơi khởi đầu của sự sống. Theo cái từ tượng hình của chữ Hán thì cái từ biển chính là cái sự kết hợp của từ mẹ nước và một. Đấy. Vậy thì gì ạ? Các cái đồ uống khác thì sao? Nó cùng là chất lỏng, nhưng trong đó nó có vô cùng nhiều những cái gì ạ? Khoáng chất, những cái độc tố, những cái chất dinh dưỡng khác nhau. Khi mà vào cơ thể thì cơ thể của chúng ta không hấp thu được ngay, mà nó phải tiết ra rất nhiều những cái loại enzyme đấy, và phải sử dụng rất nhiều các cái khoáng chất của chúng ta ở trong cơ thể để làm gì ạ? Để tiêu hóa và đào thải những cái đó ra ngoài. Liêm lấy ví dụ như chúng ta uống nhiều rượu bia đúng không ạ? Thì rượu có cái thành phần chính đó là ethylic. Ngoài ra nó còn rất nhiều cái thành phần đó là aldehyde. Thì aldehyde chính là cái chất độc đối với cơ thể. Và cơ thể của chúng ta liên tục, đặc biệt là gan, phải hoạt động để đào thải cái aldehyde đó ra ngoài. Bia, vì sao chúng ta uống được rất nhiều bia đúng không ạ? Em Liêm trước đây cũng uống 5 đến 6 chai bia là bình thường. Bởi vì là gì? Trong bia người ta đã cho rất nhiều những cái chất lợi tiểu vào trong đó. Khi mà vào cơ thể thì lập tức nó được đào thải luôn qua đường nước tiểu. Đấy, nên là chúng ta thấy là chúng ta uống rất nhiều và đi tiểu rất nhiều đúng không ạ? Mục đích của người ta bán được nhiều bia, người ta tăng lợi nhuận thì do là họ cho những cái chất lợi tiểu vào trong đó. Đấy, trong cái chất lợi tiểu đó có kali là một cái thành phần rất quan trọng. Đấy. Ngoài ra còn có nước ngọt, nước có ga đúng không ạ? Thì trong tất cả những cái đồ uống đó đều có gì ạ? Những cái thành phần để làm cho chúng ta đi tiểu nhanh hơn. Vì chính vì thế chúng ta uống nước nhiều hơn. Đấy. Và khi chúng ta uống nhiều rượu, tại sao sáng dậy chúng ta lại đau đầu? Thì đây là một cái bí mật. Bởi vì khi chúng ta uống nhiều rượu vào thì đó là một đồ uống, trong đó có rất nhiều cồn, nó sẽ lập tức bay hơi và cơ thể chúng ta phải dùng một lượng nước lớn để bù lại cái lượng nước đã bay hơi đó. Đồng thời nó có nhiều aldehyde. Aldehyde thì cơ thể chúng ta nó không hấp thu được và lập tức nó phải dùng nước để đào thải cái đó ra ngoài qua đường nước tiểu.
Nếu mà ai mà uống nước dậy, mà khi dậy chúng ta uống nước, thì đấy chính là cơ thể chúng ta đã dùng rất nhiều nước để đào thải cái aldehyd đó ra ngoài qua đường nước tiểu. Biểu hiện là buổi sáng khi chúng ta thức dậy sẽ rất là khát, có người uống 1 lít đến 1 lít rưỡi, 1 lít rưỡi nước là bình thường. Đấy là do cơ thể chúng ta phải liên tục đào thải ra ngoài. Và chính vì đó nên là cái não của chúng ta nó cần rất nhiều nước, cô bác anh chị ạ. Nó không được nước nuôi dưỡng, chính vì thế nên là nó đau đầu. Đấy. Nhiều người nghĩ rằng rượu vớ vẩn, nhiều hóa chất là chúng ta đau đầu. Không phải, đó chính là cơ thể chúng ta đã mất nước. Chúng ta thấy đau đầu, khô miệng, khô họng, đây chính là cơ thể đã phải cực kỳ vất vả để đào thải cái lượng chất độc đó ra ngoài. Và em Liêm biết được điều này thì thật sự em Liêm đã giác ngộ và đã không bao giờ sử dụng rượu bia nữa, thưa với cô bác anh chị, và liên tục sử dụng trà thảo mộc và nước lọc để làm sạch cơ thể của mình, vì trong đó có rất nhiều khoáng chất. Khoáng chất chính là cái nguyên tố vi lượng cực kỳ quan trọng để làm gì, để chúng ta trung hòa những cái chất oxy hóa chúng vào cơ thể. Và trên đây là nội dung chia sẻ của em Liêm trong ngày hôm nay. Nếu mọi người thấy điều này có ý nghĩa thì hãy like và đăng ký kênh để em Liêm sẽ có động lực làm những cái video tiếp theo. Và xin cảm ơn tất cả mọi người đã chú ý lắng nghe, và Liêm ở đây để giúp mọi người khỏe mạnh hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.